kính chào quý vị. Tôi là MC Áo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 6 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, những thông tin được đăng tải trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Thưa quý vị, nhằm tăng cường khả năng hợp tác pháp luật và tư pháp trong ASEAN, cũng như giữa ASEAN và quốc tế, vào sáng 17 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức diễn đàn pháp luật ASEAN với chủ đề Kinh nghiệm quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại trong khuôn khổ công ước của Hội nghị La Hay. Đây là lần thứ 4 Việt Nam chủ trì diễn đàn này. Thưa quý vị, đến hết năm 2025, 100% các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ đưa nội dung quyền con người vào chương trình học. Đó là vấn đề được đưa ra trong hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại do Cục Thông tin đối ngoại và Nhân quyền Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 17 tháng 11. Trong khuôn khổ hội nghị, các báo cáo viên cũng trình bày kết quả vòng 26 đối thoại nhân quyền Việt Nam Hoa Kỳ. Tình hình công tác nhân quyền, kế hoạch bảo vệ báo cáo quốc gia lần thứ năm của Việt Nam thực thi công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên, Huế vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival bốn mùa, nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Festival Huế 2023 sẽ được tổ chức với các hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm mở đầu bằng chương trình khai hội, lễ ban sóc ngày 1 tháng 1 và kết thúc bằng chương trình cao đao ngày 31 tháng 12. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 11, Liên Hợp Quốc đã công bố dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP27 đang diễn ra tại thành phố Sam El -Ai Cập. Văn kiện không chính thức này dựa theo đề xuất của các đại biểu đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nội dung này sẽ tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán diễn ra trong những ngày tới và rất có thể sẽ được điều chỉnh và bổ sung đáng kể. Hội nghị COP27 dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 11. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 11, quân đội Hàn Quốc xác nhận lực lượng này và quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa. Thưa quý vị, ai đã từng đến với làng Hương Thủy Xuân, phường Thủy Xuân, thành phố Quế, tỉnh Thừa Thiên Quế hầu như đều biết đến bà tôn nữ Ánh Tuyết 72 tuổi, còn được gọi với cái tên triệu mến là Mẹ Tuyết. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thế nhưng bà Tuyết vẫn luôn đồng cảm với những cảnh đề nghèo khổ, nhất là trẻ em nghèo không may bị bệnh tật, ấm đau. Gần 10 năm qua, đều đặn mỗi tháng bà Tuyết dành dụng một phần tiền kiếm được từ việc bán hương bệnh di tích lăng tử đức để mua bánh kẹo, sửa tặng bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài ra, với sự đồng hành từ một số nhà hảo tâm, Bà Tuyết còn gửi tặng thêm nhiều bệnh nhi ung thư hoàn cảnh khó khăn theo cách chia nhỏ rồi bỏ trong bì thư mỗi suất 100.000 đồng. Chia sẻ về cơ duyên đưa bà đến với công việc thiện nguyện suốt nhiều năm qua. Bà Tuyết tâm sự, trong một lần vào viện thăm người bạn thân bị ung thư, tình cờ bắt gặp một cháu bé mắc bệnh ủ não, đã phẫu thuật cắt bỏ một mắt, mắt còn lại trong tình trạng thương tổn, chờ bị cắt bỏ nên bà xót xa và thương cảm. Khi ấy, tôi chỉ có đúng 100.000 đồng làm quà động viên người bạn. Người bạn thân của tôi nói dành số tiền đó tặng đứa trẻ tội nghiệp bà Tuyết nói. Chị Trương Thị Kim Yến, điều dưỡng trung tâm nhi khoa bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trước tấm lòng của bà Tuyết, nhiều bệnh nhi tại bệnh viện xem bà như là người mẹ thứ hai. Trong đợt dịch Covid-19, việc đi lại khó khăn, nhưng bà Tuyết vẫn đều đặn mang quà vào bệnh viện tặng và động viên các bệnh nhi khiến các y, bác sĩ của bệnh viện đều rất cảm động. Với những đấng góp thầm lặng mình trong công tác xã hội, bà Tôn Nữ Ánh Tuyết là một trong 10 phụ nữ được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2022. Thưa quý vị, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, hoa súng nở rộ trên dòng suối Yến xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trong đó cao điểm thu hút đông đảo khách thập phương là tháng 11. Không khí mát mẻ cuối thu, đầu đông khiến những chuyến tham quan, chụp ảnh cùng hoa thêm đẹp đẽ và dễ chịu. Hoa súng thì nhiều nơi có, nhưng cảnh tượng qua nhậm hồng mặt nước trên dòng thủy đạo dẫn đến chùa Hương Linh Thiên vẫn mang hương sắc đặc biệt. Suối Yến dài khoảng 4 km, chảy ra sông đáy, còn có tên gọi là Yến Vĩ do những nhánh suối nhỏ tỏa ra trông giống như chiếc đuôi xà rộng của một con chim yến. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 65 km, một chuyến du ngoạn suối Yến thưởng hoa có thể diễn ra gọn trong ngày, với nhiều phương tiện thuận lợi khác nhau như xe buýt, xe máy, ô tô cá nhân. Hoa xuống chỉ vương cao, xòe nở trong khoảng vài tiếng ngắn ngủi buổi sớm rồi khép cánh lại, do đó thời điểm tham quan lý tưởng là khoảng 7 đến 9 giờ sáng. Ngày trước bình minh, thường sẽ có một màn sương quyền ảo giăng phủ mặt suối và che mờ những dãy núi trạch trùng xa xa, khiến cảnh vật đẹp như một bức tranh thị mặt. Mùa này cũng là mùa cây tràm nước thai lá, in bóng hình thẳng tắp, khẳng khiêu trên làn nước trong veo. Không gian cũng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim kêu, tiếng mái chèo khô nhẹ. Tuy vậy, khi có ánh nắng mặt trời soi sáng, dòng suối trở nên lấp lánh và tràn trề sức sống, đặc biệt là với sắc qua xuống tím hồng lãng mạn. Những tốc khách đến chụp ảnh cũng dần đông hơn cùng tiếng nói cười rộn rã, Trang phục phổ biến nhất được các cô gái lựa chọn chính là áo dài, áo bà ba cùng nón lá. Đôi lúc cũng có những cặp đôi đến chụp bộ ảnh cưới giữa thiên nhiên hữu tình. Theo người dân, trước đây qua xuống mọc dại. Dần dần thấy khách du lịch và giới nhiếp ảnh tìm đến săn những khoảnh khắc đẹp bên hoa, dân làng bắt đầu trồng thêm cây, tạo các tiểu cảnh như cầu tre, thuyền hoa, đồng thời cho thuê trang phục và cung cấp dịch vụ chèo đò, ăn uống. Dòng suối có rất nhiều nhánh nhỏ nên dù khách đến đông cũng không lo phải chen chúc tại một điểm. Không chỉ nổi danh với những lễ hội đầu năm, giờ đây quần thể di tích lịch sử và danh làm thắng cảnh Hương Sơn còn được biết đến với mùa hoa xuống dịu dàng và nên thơ, đậm chất làng quê Bắc Bộ. Thưa quý vị, tòa lạc bên bờ hồ Câu Mâu, làng Varenner gây ấn tượng với du khách bởi những dãy nhà có sắc màu rực rỡ, cảnh sắc đẹp thanh bình. Những ngôi nhà nhiều màu nằm bên sườn núi, ven bờ hồ mang đến diện mạo ấn tượng cho Varenner, thu hút du khách đến chết in, khám phá. Du khách có thể tản bộ trên những con đường đẹp như tranh về ở Varener. Khách tham quan nên dành thời gian thưởng thức món kem mát lạnh hay tạm nghỉ chân một số quán cà phê xinh xắn và thoáng đảng lối đi bộ lãng mạn có rào chắn màu đỏ nổi bật ở Varenner, bắt đầu từ bến tàu và dẫn men theo bờ hồ là nơi được nhiều du khách tìm đến. Chi Aysa San Gio, -Gi nhà thờ chính của Varenner, được xây dựng từ thế kỷ 14, lâu đài Costello Givio, pháo đài quân sự từ thời Trung Cổ, là những điểm đến du khách nên ghé thăm khi đến Varenner dù không phải là một trong những ngôi làng nổi tiếng nhất của ý nhưng varrainer luôn là một trong những điểm đến lý tưởng dành những du khách thích không gian thơ mộng bình yên ý mở cửa cho khách du lịch ngoài eo từ tháng 3 theo đó lượng khách quốc tế từ Canada Australia anh và Tây Ban Nha tới ý cũng đã trở lại mức của năm 2019 theo ghi nhận của anh Nguyễn Tất Thịnh vừa có chuyến du lịch đến varrainer hiện tại lượng khách đến làng varrainer khá đông do hai năm du khách bị cầm chân vì dịch bệnh, giá dịch vụ hầu như không thay đổi nhiều so với thời điểm trước dịch Covid-19. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.